thì con có thấy một cái ví ở đây và con lượm và con nhặt và con đem tặng con. Trong lúc đó là suy nghĩ của con là con muốn sử dụng số tiền đó, nhưng mà con không làm được vì trong tâm trí con sợ là người mất cũng sẽ buồn và không được vui, nên con đã tìm lên cơ quan chức năng của công an để con gửi lại, gửi trả và tìm để trả lại cho người bị mất. Cảm giác của con khi được trả cho người bị mất là cảm giác của con cảm thấy rất là vui và người bị mất cũng rất là vui. Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 1 tháng 3 năm 2021, đang đi học về trên tỉnh lộ 725 thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, em Nguyễn Viết Thuận đã nhặt được chiếc bóp ra. Thấy bên trong chiếc bóp có nhiều tiền và các giấy tờ tùy thân, em Thuận đã nhanh chóng tìm đến trụ sở công an huyện Bảo Lâm giao nộp, nhờ cơ quan công an xác minh tìm trả lại cho chủ nhân đánh rơi. Qua kiểm tra của cơ quan công an, trong chiếc bóp có 15 triệu 900 ngàn đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng gồm chứng minh nhân dân, hai bằng lái xe và hai thẻ ATM. Trong đó, ATM của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội dạng thẻ quẹt để thanh toán khi thực hiện các giao dịch mua bán không cần mật khẩu có số tiền hơn 110 triệu đồng. Tất cả giấy tờ và thẻ ngân hàng đều mang tên Vũ Văn Tiến ở thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. Qua xác minh, anh Tiến là chủ nhân đánh rơi chiếc bóp. Chiều ngày 2 tháng 3 năm 2021, Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp cùng Trường Trung học Phổ thông Bảo Lâm và em Nguyễn Viết Thuận trao trả chiếc bóp cùng toàn bộ tài sản cho anh Tiến. Đại úy Nguyễn Sĩ Tý, Phó trưởng Công an thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm cho biết, đơn vị sẽ có văn bản trao đổi với nhà trường và các cấp chính quyền để có hình thức động viên khen thưởng kịp thời em Thuận, đồng thời nhân rộng gương người tốt việc tốt trong nhà trường cũng như cộng đồng.